xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng các bạn một loại cây rất hay, đặc biệt là những bạn nào mà bị ở chua, dạ dày hoặc có thể là cả viêm loét nhé, thì hãy nhớ đến cây này. Cây này nó có đặc tính là cực kỳ dễ nhân giống này, rất dễ trồng này. Nó còn gọi là cây thuốc dạ dày cho người nghèo. Nó có tên là khôi đốm hoặc là khôi trắng các bạn nhá. Nếu mà chúng ta bị ở chua nhé, ở chua hoặc là đau dạ dày trào ngược thì nếu mà nhà chúng ta trồng được cây khôi đốm này thì mỗi sáng sớm trước khi ăn sáng chúng ta nhai một lá này, rửa sạch nhai một lá này, nuốt cả bã và nước cứ đều đặn như thế đi, thì tầm tháng là những cây ở chua hoặc là trào ngược là nó sẽ thuyên giảm đáng kể đấy. Cái này là mình tuy không phải thầy thuốc nhưng mà mình cam kết, bởi vì mình là người từng bị dạ dày nên là mình biết được. Còn nếu mà các bạn có điều kiện nữa, các bạn có nhiều nhé, thì những cây ngọn non này này các bạn làm rau ăn sống được này, hoặc là luộc xào nấu đều được nhé. Nó vừa là cây thuốc vừa là cây rau dược liệu các bạn nhé. Đây, hoàn toàn ăn được, vì nó hơi ngang ngang một tí nhưng mà ăn đấy. Ăn ghém với thịt xào đấy. Ngoài ra thì các cô còn bảo là cái này còn hay vặt lấy ngọt của nó để xào thịt bò được kìa. Thế là quá tốt còn gì nữa. Còn nếu mà các bạn ở những cái khu đô thị hoặc là có không có điều kiện trồng trọt được ấy, thì chúng ta gọi là lấy cả thân cả lá như thế này, chúng ta về chúng ta gọi là băm ra phơi, sau đó là sẽ dùng dần. Thông thường với các bài thuốc nam nha, họ sẽ quy thành từ là 30 đến 50 gram một ngày, thì chúng ta cứ làm một ấm nước, sau đó là chúng ta uống thay nước hàng ngày cũng được, mà uống tốt nhất là trước khi đi ngủ là một cốc và sáng sớm dậy là một cốc. Đây, như hôm nay là mình đang cùng với các cô là đi thu một ít mang về, gọi là cũng để băm thái phơi khô, rồi là làm một ít sản phẩm. Thứ nhất là mình uống, thứ hai nữa là khách khứa. Nào bây giờ chúng ta cùng đi thu hoạch nhá. Đây, cắt đi, cứ ôm mãi đi, ôm chắc vào chứ. Còn cái cây khôi đốm này nhân giống cực kỳ dễ các bạn nhé, từ trồng cho đến nhân giống cực kỳ dễ nhé. Chúng ta về chúng ta cắt lấy khoảng tầm 2 đến 3 mắt, như là những cái mắt như cái này nhé. Mình lấy ví dụ như cái này là 2 mắt này, 1 mắt này, 2 mắt này, mình cắt làm 2 mắt. Rồi là mình rúi xuống đất hoặc là rúi xuống cát hoặc là cái chỗ ẩm thấp thì nó cũng lên. Cây này cực kỳ dễ trồng, dễ nhân giống. Vì thế mà trong đông y họ còn gọi là cây này là cây thuốc dạ dày cho người nghèo, cho nhà nghèo. Nên là thông thường là những nhà, nếu mà các bạn về những vùng nông thôn thì thấy dọc nhất là bờ mương hoặc là sau nhà, chỗ ẩm thấp, chỗ bóng cây thì người ta hay trồng một vài khóm khôi đốm, để khi kiểu như là trào ngược hay là ở chua, đau dạ dày thì người ta hay dùng để uống. Đây nha, đây là nếu mà các bạn nhân giống thì các bạn chỉ cần cắt từ 2 đến 3 mắt này, tùy nhé. Nhưng mà ưu tiên những cái cành này, những cái cành nào mà càng già thì nó càng nhanh ra rễ. Đây, những cái cành mà càng sát gốc, chẳng hạn như các bạn đi chơi mà gặp được một cái khóm thì các bạn cứ gọi là xin lấy một đoạn cành như thế này, một đoạn thân như thế này, chúng ta về chúng ta gọi là cắm là nó sẽ thành cây, kể cả như thế này nhé. Về các bạn nhét xuống chỗ ẩm thấp là nó lên. Như mình trồng ở đây, các bạn có thể nhìn thấy là mình đang trồng ở đây là dưới tán cái cây mật gấu, hai bên là cái mật gấu, còn xem ở giữa này là cây khôi đốm. Những cây này đều là thuốc dạ dày cả các bạn nhá. Đây, nếu mà có điều kiện là gọi là che bóng như thế này, nó lên rất cao này. Vào đây cho các bạn xem luôn. Đấy. Cây này đặc biệt là thứ nhất là ẩm, thứ hai là có bóng thì nó lên rất tốt, rất đẹp, nhìn đã đời luôn. Rồi, ok, trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn về cái cây khôi đốm nha, cái cây chuyên về trào ngược dạ dày các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.